Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Tuyến đường chính đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hôm nay mùng 8 tháng 10 đã được hoàn thành phiến dầm cuối cùng trên 13,5 km toàn tuyến. Đây là mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn lao lắp xong toàn bộ phiến dầm, làm cơ sở cho bước tiếp theo là lắp đặt thiết bị. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện phấn đấu cuối năm nay hoàn thành việc xây lắp. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017, tổng thầu lắp đặt thiết bị trong vòng 6 tháng để có thể đến mùng 1 tháng 7 năm 2017 đưa vào chạy thử và cuối tháng 9 năm 2017 đưa vào khai thác. Về công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với tổng thầu để cập nhật những công nghệ mới nhất cho dự án như công nghệ điều khiển toa tàu, công nghệ tự động kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác của Hà Nội sau này như thẻ vé có thể dùng chung cho tất cả các tuyến. Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt cho lực lượng thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa mua một chiếc xe đặc chủng với giá trên 3 tỷ đồng. Xe có hệ thống điều khiển cần cầu, lôi kéo các phương tiện có trọng tải lớn. Tuy nhiên, từ khi đưa xe về cách đây khoảng hơn 2 tháng trước, chiếc xe chỉ án binh bất động. Lý giải về điều này, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, để điều khiển được chiếc xe đặc chủng này thì cần có người có bằng lái FC, cộng thêm đó là phải có khả năng điều khiển các chức năng khác của xe như cầu, kéo. Tuy nhiên, hiện lực lượng thanh tra giao thông Thanh Hóa không có người có bằng lái FC nên đang tìm người phù hợp để ký hợp đồng lái xe chuyên dụng này. Cũng tại Thanh Hóa mấy ngày gần đây, người dân ở các xã Xuân Thành, Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân liên tục phát hiện các bàn trông được lén đặt lên trên những tuyến đường ven đê. Bàn trông được làm từ những tấm ván rộng khoảng 10 đến 15 cm, dày hơn 1 cm, trên bề mặt đóng xuyên nhiều đinh nhọn dài từ 5 đến 7 cm. Các bàn trông này thường được đặt gần mép các ổ gà, vị trí nhiều rơm rạ phơi trên mặt đường rất khó phát hiện. Chính quyền địa phương cho hay, cung đường này mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ chở cát từ các khu mỏ và bãi tập kết ven bờ sông Chu qua lại. Thưa quý vị, rẽ phải với tốc độ cao, một nam thanh niên không làm chủ tay lái đã để phương tiện lao thẳng vào xe tải nằm bất động giữa đường. Chiều ngày 7 tháng 10, nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý về quốc lộ 1. Khi đến giao lộ đường CN1 trong khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nam thanh niên cho xe rẽ phải vào đường này với tốc độ cao thì không làm chủ tay lái để phương tiện đâm thẳng vào xe tải đang chạy hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân văng ra xa, nằm bất động giữa đường, nhanh chóng được người dân và lực lượng dân phòng chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe máy vỡ nát nằm trước đầu xe tải. Sau hơn 6 tháng, cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ tài xế xe điên đâm chết 3 người trên đường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội. Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này đã hoàn tất quá trình điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, truy tố tài xế Nguyễn Quang Vinh, 39 tuổi, ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, lái xe Camry gây tai nạn trên đường Ái Mộ, khiến 3 người tử vong, về tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện chiếc xe màu đen đỗ ngược chiều tại hiện trường vụ án đã dừng đỗ không đúng làn đường quy định. Chiếc xe này đã bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Trước đó, sáng 29 tháng 2, xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc ô tô Camry biển số 29A86623 gây tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có một bé gái 6 tuổi. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ đề án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 1.372 km với tổng mức đầu tư 230.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã phủ quyết đề án này. Trong công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính nhận định con số 230.000 tỷ đồng là rất lớn, trong khi phương án huy động mà Bộ Giao thông đưa ra lại không phù hợp. Việc đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam nhánh phía Đông được Bộ Giao thông khẳng định là để hình thành một tuyến vận tải đường bộ mới với năng lực phục vụ cao, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng và vận tải theo trục dọc đất nước. Theo Bộ Tài chính, việc nghiên cứu đầu tư là phù hợp với các chủ trương quy hoạch. Tuy nhiên, nguồn vốn để đầu tư tuyến cao tốc này khá lớn nên sẽ có tác động rất lớn đến tổng thể cân đối tài chính ngân sách quốc gia trong giai đoạn tới. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế tốc độ 100 đến 120 km/h
các đoạn qua khu vực có điều kiện địa hình khó khăn sẽ đạt tốc độ thiết kế 60 đến 80 km/h. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, trong 9 tháng qua, VEC đã tổ chức cân tải trọng gần 1 triệu lượt phương tiện và từ chối phục vụ hơn 15.600 phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Bên cạnh đó, VEC còn thực hiện từ chối phục vụ phương tiện dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc khi vi phạm từ lần thứ 3 trở lên. Trong 9 tháng qua, trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác, xảy ra 260 sự cố giao thông, làm 9 người chết, 65 người bị thương, gây thiệt hại một số tài sản. Riêng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, số người chết giảm trên 50%. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sinh sống dọc trên đường cao tốc vi phạm các quy định an toàn giao thông khi cố tình điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, ngủ gật, say rượu bia. Sau vụ việc lái xe taxi bị cứa cổ cướp tài sản trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội, dư luận đang dấy lên lo ngại về những vụ việc tương tự có thể xảy ra, nhất là đối với các tài xế taxi hoạt động vào ban đêm. Có ý kiến cho rằng đã tới lúc cần phải thiết lập vách ngăn giữa khoang hành khách và lái xe taxi. Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, trên thế giới đã có nhiều nước quy định taxi phải có ngăn cách giữa người lái với khách đi xe. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho lái taxi, vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng. Vách ngăn có thể bằng kính chịu lực hoặc bằng lưới thép. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng bởi nguy hiểm rình rập lái xe không chỉ khi lái mà ngay cả khi xuống xe trả khách. Bên cạnh đó, để thực hiện việc lập vách ngăn bảo vệ lái xe cũng làm các hãng gia tăng khoản chi phí khá lớn. Thay vào đó, các hãng taxi cần chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện lái xe, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bảo vệ mình khi bị tấn công với sự giúp đỡ của lực lượng công an chính quy. Không chỉ tạo ra sự khác biệt về mẫu mã, mới đây hãng siêu sang Bentley tiếp tục tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp bằng dịch vụ giao nhiên liệu tận cửa cho khách tại California của Mỹ. Bentley hợp tác với Fuel, một dịch vụ giao nhiên liệu qua ứng dụng, cho phép các chủ xe Bentley ở California nhận nhiên liệu trực tiếp tại nhà. Quá trình thử nghiệm đang trong giai đoạn ban đầu. Nhờ tương thích connected car giữa Bentley và ứng dụng trên, các chủ siêu xe sang thậm chí không cần mở khóa nắp bình xăng bởi thao tác này sẽ được điều khiển từ xa. Sở hữu xe Bentley không đơn thuần chỉ về chiếc xe, đó là cả sự trải nghiệm hạng sang. Chúng tôi sẽ tìm tòi để mang tới cho khách hàng những dịch vụ thông minh, tiện ích và phù hợp. Connected Car sẽ tiếp tục mở rộng và cải tiến nhằm nâng cao phong cách sống của Bentley. Các chủ xe Munsani, Flying Spur và Bentayga tại California đã bắt đầu được trải nghiệm dịch vụ cung cấp xăng tại gia mà hiện chỉ có Bentley mới có. Tất cả những gì cần làm là mở ứng dụng trên điện thoại di động và chọn thời gian để xăng được mang tới. Hãng Volkswagen tại Anh cho biết hãng đang dần loại bỏ dòng sản phẩm Golf Cabriolet của mình, mặc dù các mô hình nâng cấp của dòng xe này mới được tung ra hơn một năm. Nguồn tin cho biết, do nhu cầu khách hàng đối với sản phẩm mùi trần đang giảm, Volkswagen đã ngừng sản xuất dòng Golf Cabriolet, bất chấp việc dòng sản phẩm này vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp vào cuối năm ngoái. Trong khi phiên bản Golf Hatchback hiện nay là một trong những chiếc xe mới phổ biến nhất tại Anh. Còn chiếc Convertible dựa trên MK6 được xây dựng ở Osnabrück của Đức chỉ bán được 1.621 chiếc trong năm ngoái. Volkswagen Group cũng đang thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao giá trị thương hiệu sau khi phải đối mặt với bê bối khí thải. Chính vì thế, Golf Cabriolet đang dần được nghỉ hưu vì nó là một sản phẩm bán chậm. We'll be right back.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam mặc dù mới thông xe toàn tuyến được hơn 1 tháng và chưa thu phí, nhưng hiện tình trạng xe chở quá tải lưu thông đã gia tăng khiến nguy cơ mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Ghi nhận của VTC 14 tại một số khu vực thậm chí đã phát hiện tình trạng bị lún và vật liệu xây dựng bị rơi vãi bao phủ khắp mặt đường. Mặt cầu Kiện Khê, khoảng 15 ngày trở lại đây đã xảy ra tình trạng mặt đường nhấp nhô. Một số khu vực có hiện tượng bị lún. Dân ở đây thì nói chung cũng muốn là xe nó chạy nó bớt quá tải đi, bởi vì đá những thứ nó bằng đỡ bụi, thì những nhà mà ở dưới gầm cầu thứ đa số là bị ảnh hưởng nhiều vì môi trường cái thứ. Còn tại khu vực trạm cân, nhiều phương tiện đã bị hạ tải do chở vượt quá thành thùng. Thậm chí khi phát hiện bị ghi hình, nhiều phương tiện chở quá tải đã trốn vào trạm xăng trước trạm cân và quay đầu bỏ trốn. Một số lái xe thừa nhận nếu chở đủ tải thì bị lỗ và không có ăn. Lỗi này thì do chủ xe và lái xe phải chịu. Lương mình được bao nhiêu mà bị xử phạt? Lương em thì tầm 5-6 triệu nhưng mà vì đi làm thì vẫn cứ phải làm thôi ạ. Cái này là mình là chủ xe bảo chở này hay là không may chở như thế này? Cái này thì trong quá trình chở thì mình chở đầy thêm tí để nó, bởi vì xe bây giờ họ trọng tải chở được ít thì mình chở dôi thêm một tí để lấy thêm cái tiền cước, bây giờ xe chở không được đáng bao nhiêu ấy. Cái vi phạm mà chạy qua trạm ấy thì nói chung là nó, đương nhiên là những con có lúc mà lực chức năng dừng 4 đến 5 xe thì có thể là không thể dừng, tiếp tục dừng tiếp. Nhưng những cái xe mà coi như là nếu lực lượng mà phát hiện những cái dấu hiệu vi phạm thì buộc phải dừng phương tiện. Nếu mà không dừng phương tiện thì cái đó là nói chung là cái đấy là cũng là một cái hạn chế đối với cái lực lượng. Còn nếu mà đã phát hiện được cái vi phạm là buộc phải dừng rồi. Đấy, nhưng mà đồng chí thấy là vừa rồi xe là cũng dừng một số xe thì nói chung là nó cũng chỉ 10%. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, qua hoạt động tuần tra đã kiểm tra 2.195 phương tiện. Trong đó, số phương tiện vi phạm bị xử lý lên tới gần 1.000 trường hợp. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng vi phạm có những diễn biến phức tạp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật của một số lái xe, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp vận tải, chủ bốc xếp hàng hóa còn hạn chế. Một số lái xe có hiện tượng chây ì, không xuất trình giấy tờ xe, đóng cửa xe bỏ đi, trút tải xuống đường và không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng. Trong khi đó, địa phương chưa có xe chuyên dụng cưỡng chế. Tuyên truyền rồi mà các lái xe cố tình vi phạm ấy, thì cái này là nó là cái do cái lợi ích đối với lại các doanh nghiệp và đối với lại các lái xe và chủ xe là nó lợi ích. Mà đối với lực lượng mà ngư ra cái thì là các chủ xe và lái xe lại tiếp tục quá tải. Cho nên là vì thế trên Hà Nam vẫn tiếp tục duy trì đối với trạm 24/24. Cuối năm 2015, Hà Nam đã yêu cầu các chủ mỏ, bến bãi và thậm chí là cả doanh nghiệp vận tải không bốc xếp hàng hóa chở quá khổ quá tải. Tuy nhiên thực tế, nhiều đơn vị đã phớt lờ, không chấp hành nghiêm túc. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài, nguy cơ đường tránh thành phố Phủ Lý bị hư hỏng, xuống cấp ngay khi chưa kịp thu phí là có thể xảy ra. Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.